Câu số 1, bài toán cho x là một biến ngẫu nhiên liên tục có phân phối đều trên khoảng trừ 1 1. Vậy thì cái trừ 1 đây nó là A và cái 1 đây là B. Cho là xác định x sao cho P là trừ x bé bằng x lớn, bé bằng x bằng 0,9. Rồi vậy thì ở đây mình có là hàm F nhỏ x chính là bằng 1 chia B trừ A. Rồi cái B ở đây là bằng 1, A là bằng trừ 1 nên 1 chia B trừ A là bằng 1 phần 2. Vậy thì cái P của x đi từ chữ x nhỏ cho đến x nhỏ thì nó là bằng cái phân từ chữ x cho đến x của cái thằng f nhỏ là của 1 phần 2. Và cái này theo đề bài cho nó bằng 0,9. Vậy thì bây giờ mình chỉ cần mình giải x nhỏ là xong. Thì mình sẽ bấm máy. Cái phân từ chữ x cho đến x của 1 phần 2 cho cái này bằng với lại 0,9. Mình sẽ ship xô để mình giải x, thu được x là bằng 0,9. Vậy thì đáp án chính xác ở đây đó là phương án C. Bây giờ mình sẽ đến với lại một câu liên quan đến xác suất nè. Rồi, giả sử chúng ta có 7 cái hộp đựng chọn, nó sẽ thống kê nó ra như sau. Hai hộp là được cộng 1 điểm, 3 hộp thì là trừ 1 điểm, và hai hộp chúng ta sẽ có 0 điểm. Rồi, toán kêu chúng ta là chọn ngẫu nhiên hai hộp. À, chọn hai hộp, xác suất để điểm chúng ta nhận được là điểm dương, rồi P để mang được điểm dương. Rồi nó có là chọn hai hộp, rồi để cái điểm nó dương thì nó sẽ đề ra hai trường hợp. Ba trường hợp thứ nhất là 1 điểm, trường thứ hai đó là 2 điểm. Rồi đối với trường hợp 1 điểm thì chắc chắn là chúng ta sẽ chọn một hộp là từ cái hai hộp được dương 1 điểm và một hộp nó được 0 điểm ha. Vậy thì chúng ta sẽ có cái số bình chọn của chúng ta đó là mình chọn một hộp từ hai hộp này là C12 nhân cho một hộp từ hai hộp này C12. Rồi còn trường hợp 2 điểm thì chắc chắn là mình bắt buộc mình phải chọn hai cái hộp từ cái trường hợp là hai cái này luôn, tức là C22. Rồi C12 nhân C12 nó bằng 4, C22 là bằng 1, thì cái xác suất của mình nó chính là bằng 4 cộng 1 là bằng 5 chia cho cái không gian mẫu. Nên mẫu của mình là 7C2 ha. 7C2. Đấy, mình được đáp án là 5 phần 21. Vậy mình sẽ chọn phương án B ở đây ha. Rồi đến với câu số 3. Rồi anh chơi chúng ta xác định giá trị của A. Biết rằng T của X bé hoặc bằng A. Đó là bằng 1 phần 8. Thì chúng ta có đó là T X bé là bằng A. Đó chính là bằng cái tích phân đi từ trừ vô cùng cho đến A của thằng F nhỏ X. Mà f nhỏ x của mình thì nó có hai cái khoảng như thế này, 0, 1 và nằm ngoài khoảng đó. Thì cái cạnh bên dưới mình sẽ thay bằng cạnh 0 ha. Rồi, của 3 phần 2 cạnh x. Để. Rồi, thì tiếp theo mình sẽ nguyên hàm cái này ra. Thì mà có đó là 3 phần 2, mình ghi bên đây ha. 3 phần 2 x mũ 1 phần 2 đúng không? 3 phần 2 mình đưa ra ngoài ha. Thì mình sẽ lấy là x mũ 1 phần 2 cộng 1, tức là x mũ 3 phần 2. Mình chia cho cái 3 phần 2 này, 3 phần 2, 3 phần 2 này nó hết rồi đúng không, thì nó chính là bằng x mũ 3 phần 2 luôn ha. Vậy thì mình nguyên hàm này lên là được là đây x mũ 3 phần 2 thì đây sẽ là bằng x mũ 3 phần 2 cạnh trên là bằng A, cạnh dưới là 0. X mũ 3 phần 2 tức là căn bậc 2 của x mũ 3, thế cạnh dưới là 0 vào thì nó hết, thì còn lại cạnh trên nó là bằng căn bậc 2 của A mũ 3, cái này là bằng 1 phần 8. Thì mình dễ dàng mình suy ra được đó là A là bằng 1/4 ha, 1/4. Thì mình sẽ chọn phương án chính xác ở đây là phương án C. Đến với câu số 4, bài toán cho chúng ta một cái bảng số liệu như thế này. Thì bài toán cho chúng ta xác định trung bình và phương sai của cái bảng số liệu này. Rồi thì trước thì mình có là trung bình của chúng ta mu là bằng cái này rồi ra, cho nên chúng ta sẽ sử dụng công thức là bằng tổng sigma của x fx. Rồi, ok, thì nghĩa là chúng ta sẽ lấy cái x là cái ở trên nhân cho cái ở dưới. Rồi mình cứ nhân rồi mình cộng lại với nhau là được. Rồi vậy thì nó sẽ là bằng 1 nhân cho 0,05 cộng 2 nhân cho 0,1 cộng 3 nhân cho 0,2 cộng 4 nhân 0,25 cộng 5 nhân 0,4. Đây mình thu được kết quả là bằng 3,85. Rồi tiếp theo là bài toán cơ xác định phương sai.
thì mình có là phương sai của chúng ta công thức nó sẽ là bằng tổng sigma của x bình fx. Mình sẽ lấy cái này mình trừ đi cái mu bình phương. Cái x bình fx này thì mình chỉ việc là mình thay cái thằng ở trên mình bình phương nó lên, mình lấy một bình nhân 0.05 cộng với lại hai bình nhân cho 0.1 cộng 3 bình nhân 0.2 cộng 4 bình nhân 0.25 cộng 5 bình nhân cho 0.4 và mình lấy kết quả này mình trừ đi 385 bình phương, mình thu được kết quả nó là bằng 1.4275. 1.4275. Vậy thì đáp án chính xác ở đây đó là phương án B. Rồi đến với lại câu số 5 thì bài toán cho chúng ta một cái biến ngẫu nhiên rời rạc ha, bạn để ý cho mình ha. Ở đây từ khóa chúng ta là rời rạc, thỏa mãn Px là chính là bằng 2k cộng 1 chia 25 với các cái trường hợp k bằng 0, 1, 2, 3, 4. Rồi mình sẽ bài toán cho là xác định phát biểu là sau đây là đúng. Rồi câu A thì bạn để ý cho mình Px bé nó bằng 3.5 lớn hơn Px bé là bằng 3. Lưu cho mình do x là biến ngẫu nhiên rời rạc và cái giá trị k của mình là cái giá trị k nguyên, cho nên là cái Px bé bằng 3.5 cũng chính là bằng P của x bé bằng 3, thì hai bé nó bằng nhau, tức là dấu lớn đây sẽ sai ha, cho nên là mình sẽ loại câu A. Rồi câu B, cái P của hai bé bằng x và nó bé hơn 4 thì nó cũng chính là bằng P tại x bằng 2 cộng P tại x bằng 3 ha. Rồi mình không lấy tại điểm 4 ha. Rồi thì mình bấm máy thôi, 2k cộng 1 chia 25 thì mẫu chung là 25 ha. Mình sẽ lấy là 2 nhân cho 2 cộng 1 mình cộng với lại 2 nhân cho 3 cộng 1 mình được 12/25, thì đáp án đây B cũng sai luôn ha. Rồi câu D, P của x bé hơn 4, x bé hơn 4 thì các bạn để ý cho mình ha, thì các bạn có thể bằng P tại x bằng 0 cộng x bằng 1 cộng x bằng 2 cộng x bằng 3. Tuy nhiên thì chúng ta có một cái tính chất đó là tổng sigma của Px bằng k. Rồi do k của chúng ta nó bằng 0, 1, 2, 3, 4 thì nó sẽ bằng 1. Rồi mà ở đây cái Px bé hơn 4 nó sẽ bỏ đi cái Px bằng 4 đúng không? Không lấy Px bằng 4. Cho nên là tổng này chắc chắn nó sẽ bé hơn 1. Cho nên là phương án về đây cũng sai luôn. Rồi câu E thì chúng ta có đó là P của x bằng 2.5. Thì x bằng 2.5 thì nó không tồn tại ha. Tại vì các cái x ở đây của mình là các cái số nguyên, cho nên là x bằng 2.5. P là x bằng 2.5 nó không tồn tại ha. Thì câu E cũng không đúng, thì mình sẽ chọn phương án chính xác ở đây, đó là câu C ha. Rồi mình đến với câu số 6. Giả sử khi khảo sát tình trạng hư hỏng của các điện thoại di động, ra nhận thấy 90% là bị lỗi phần mềm. Ở đây 90% là lỗi phần mềm, 30% là lỗi phần cứng. Và các điện thoại ở trung tâm này đều bị ít nhất một trong hai lỗi trên. Mình sẽ minh họa ra ha. Đây, mình gọi đây là phần lỗi phần mềm ha. Phần mềm. Rồi. Bên đây mình tô màu đỏ, đây là lỗi phần cứng ha. Người ta cho biết rằng lỗi phần mềm là chiếm 90%. 90%. Tức là mình sẽ vẽ phần nó ra. Đây là 90%. Rồi lỗi phần cứng là chiếm 30%. Cứng là 30%. Rồi, bài toán kêu đó là tính xác suất để một điện thoại này chỉ bị lỗi phần mềm, chỉ riêng cái phần lỗi phần mềm thôi, đó chính là phần màu xanh mình tô ở đây. Chúng ta sẽ không lấy cái phần nó giao nhau ha. Thì bài toán kêu là tính xác suất của phần này. Thì như các bạn biết ha, để làm tính xác suất của cái phần giao nhau này trước, đúng không? Rồi mình lấy 90, mình trừ đi cái này, mình sẽ ra được phần còn lại ha. Rồi, vậy thì mình có nó là P của, mình gọi cái lỗi phần mềm nó là A ha. Lỗi phần cứng nó là B. P của A cộng B nó là bằng PA. PB trừ đi PAB. Rồi, thì mình đã cho rằng tất cả điện thoại ở trung tâm đều bị một trong hai lỗi. Tức là P của A cộng B nó sẽ bằng 1. Chính là bằng PA ở đây là 0.9.
BB nó là 0.3. Mình dễ dàng mình suy ra được đó là PAB của mình nó sẽ là bằng 0.2 ha. 0.2 tức là cái phần nó giao nhau. Đây ha, mình tô một xin lá đi ha, phần nó giao nhau chính là bằng 0.2. Thì suy ra được thôi, đó là P của chỉ lỗi phần mềm thôi ha, chỉ lỗi phần mềm P của nó chính là bằng 90%, tức là 0.9 trừ đi cái phần giao nhau là 0.2 là sẽ được đáp án là 0.7 ha. Thì mình sẽ chọn ngay phương án A. Còn đến với câu số 7, bài đánh cho như sau. Giả sử tuổi thọ của một thiết bị điện tử có phân phối chuẩn đó là N44, thì mình có đây là N44, thì cái số 4 này sẽ đại diện cho cái mi, và cái số 4 đằng sau sẽ đại diện cho cái ô bình phương. Vậy thì mình dễ dàng mình suy ra được là cái độ lệch chuẩn của nó là chính là bằng 2 ha. Vậy thì bài toán cho chúng ta xác định tỷ lệ thiết bị có tuổi thọ từ 8 đến 10 năm. Là bài toán cho chúng ta tính P x đi từ 8 cho đến 10 năm ha. Rồi, bây giờ mình sẽ áp dụng phép đổi biến à. Mình lấy 8, mình trừ đi cái 10, mình chia cho cái độ lệch chuẩn bé hơn x trừ 10 chia cho độ lệch chuẩn ha. Bé hơn 10 trừ đi 10 chia cho độ lệch chuẩn. Rồi, thì mình có ở đây cái 10 của mình nó bằng 4. Và cái độ lệch chuẩn của mình nó là bằng 2 ha. Rồi, vậy thì cái này chính là bằng P 8 trừ 4 chia 2 là được 2, bé hơn hoặc bằng ha. Cái x trừ mi chia cho ơ này mình sẽ đặt đây là z ha, bé là bằng 10 trừ 4 chia cho 2 là bằng 3. Thì mình đã đưa nó qua phân phối chuẩn chuẩn tắc ha. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ áp dụng công thức đó là bằng tích phân từ 2 cho đến 3 của e mũ trừ x bình phương chia cho 2, lấy cái này mình chia cho căn 2 pi. Đây mình chỉ việc mình bấm máy tính là xong ha. Tích phân từ 2 đến 3 của e mũ trừ x bình phương chia cho 2, lấy cái này mình chia cho căn 2 pi. Nên mình thu được kết quả là 0,0214 ha. Sấp xỉ 0,0214. Thì mình sẽ chọn phương án B ha. Đến với câu số 8. Bạn cho chúng ta hàm mật độ xác suất F nhỏ x ha. Với x là đi từ 1 đến 80. Và bạn cho xác định độ lệch chuẩn ha. Rồi, thì mình có công thức thôi. Độ lệch chuẩn của mình chính là bằng căn bậc 2 của bằng tích phân từ 1 đến 80 x bình F x. Để ở đây trừ cho mi bình phương. Ồ, cái này là bằng thì mình có là cái mi của mình ở đây chính là bằng tích phân từ 1 cho đến 80 x f x đến rồi mình bình phương này lên là được mi bình phương ha. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ bấm máy tính ha. Cái mình bấm cái lượng bên ngoài trước là tích phân từ 1 cho đến 80, thì con đây là x bình f x thì nó sẽ là bằng 80 chia 79 luôn ha. Vậy là được 80. Đầu là mình được 80. Rồi cái lượng sau thì nó là bằng tích phân từ 1 đến 80 của x f là bằng 80 chia cho 79 x. Đây mình thu được số này ha, mình store vào bên A. Rồi mình lấy A bình phương. Rồi vậy thì cái kết quả của mình là bằng căn bậc 2 của 80 trừ đi A ha. Mình được nó là bằng 7.7658. Thì tất cả đáp án này đều không xuất hiện đáp án đúng, cho nên mình sẽ chọn câu B ha. Rồi đến với câu số 9 thì bài toán cho chúng ta nó là một cái hàm theo phân phối mũ với trung bình là 3 giờ. Thì chúng ta có là trung bình ha là mu chính là bằng 1 chia cho lambda, nó là bằng 3. Ta dễ dàng nó suy ra được đó là lambda chúng ta sẽ là bằng 1/3. Rồi bạn kêu tính xác suất để một người chờ trong phòng khám từ 1 đến 2 giờ. Đó chính là bằng tích phân từ 1 đến 2. Rồi thì các bạn nhớ cho mình ha. Phân phối mũ cái hàm F nhỏ x của mình đó chính là bằng lambda E mũ trừ lambda x ha. Rồi thì mình sẽ thế vào.
là bằng tích phân từ 1 đến 2 của thằng F nhỏ là bằng lambda cho E mũ trừ lambda D. Nó bằng tích phân từ 1 đến 2, lambda là bằng 1 phần 3 E mũ trừ x chia cho 3 ha. D. Rồi mình sẽ bấm máy là xong ha. Phân từ 1 đến 2 của 1 phần 3 E mũ trừ x chia cho 3. Đây, mình đã đáp án là 0.203 ha. Đáp xin 0.203 thì mình sẽ chọn phương án C. Câu số 10 mình đang cho bạn thống kê 113 mẫu nước sinh hoạt ở thành phố Hồ Chí Minh. À, rồi bài toán sẽ có là chúng ta có 4 loại nước. À, nước L1, L2, L3, L4. Rồi, chúng ta sẽ có các cái tỷ lệ đạt tương ứng của nó ha. Rồi, đoán kêu là chọn ngẫu nhiên một mẫu từ những cái mẫu nước đã được khảo sát đến sản xuất để mẫu lựa chọn có kết quả là đạt. À, vậy thì trước hết là mình sẽ vẽ cái sơ đồ cây ra. Đây mình có nước thì chúng ta có các cái loại, đó là L1, L2, L3 và L4. Rồi, tương ứng với mỗi loại thì chúng ta có tỷ lệ của các cái mẫu. L1 nó là 7/113, L2 nó là 72/113, L3 nó là 20/113, L4 nó là 14/113. Rồi, tương ứng với mỗi loại nước chúng ta có tỷ lệ đạt của nó. Thì mình có là tỷ lệ đạt thì mình sẽ đánh dấu tích này đi ha. Rồi. Tỷ lệ đạt của L1 nó là 1, L2 nó là 71/72, L3 là 9/20, L4 là 3/14. Hoặc đáng kêu là tính xác suất. Xác suất để mẫu được chọn nó kết quả là đạt ha. Tính xác suất để mẫu được chọn có kết quả là đạt. Vậy thì nó sẽ là bằng, sẽ lấy tương ứng, đó là mình lấy tỷ lệ mẫu, mình nhân cho cái tỷ lệ đạt, rồi mình cộng lại tương ứng là mình sẽ được ha. 7/113 nhân cho 1 cộng 72/113 nhân cho 71/72 cộng 20/113 nhân cho 9/20 cộng lại 14/113 nhân cho 3/14. Rồi, thì mình sẽ thu được kết quả ở đây, đó là nó xấp xỉ 0.7964 0.7964. Mình sẽ chọn phương án C ở đây. Thì tương ứng với cái tỷ lệ đạt thì nó sẽ xếp trên tất cả các nhánh. Thì tỷ lệ đạt của chúng ta nó chính là bằng mình lấy cái tỷ lệ mẫu nhân cho cái tỷ lệ đạt của từng loại nước. Sau đó mình sẽ cộng lại với nhau ha. Nhân, sau mình cộng lại với nhau là mình sẽ được kết quả ha. Đến với câu số 11, bài toán cho như sau. Giả sử 5% email bạn nhận được là email rác ha. Mình sẽ phân tích ra, mình có email đúng không? 5% nhận được là email rác. Là 5%. Vậy thì email nó không là rác chắc chắn, chính là 95% ha. Đây là email không rác ha. Rồi, phân tích tiếp. Bạn sử dụng một hệ thống lọc email rác và khả năng lọc đúng là 95%. Tức là nếu như đây là email rác, nó bị lọc, à, cái email của chúng ta nó bị lọc, thì cái tỷ lệ nó bị lọc đó chính là 95%. Vậy thì nếu như mà email rác mà không bị lọc thì sẽ là 5%, à. 100 trừ 95 là 5%, không bị lọc. À. Thì tương tự, những email không phải là email rác nhưng vẫn bị lọc là 10%, bị lọc tức là 10%, tương tự ở đây nó sẽ là 90% ha, không bị lọc. Vậy thì bài toán hỏi là đó là chọn ngẫu nhiên một trong những email bị lọc tính xác suất để email này thực sự là email rác. Rồi, tính xác suất để email này là email rác thì ta áp dụng công thức thôi, là P email rác thì nó chính là bằng
thì mình có là xác suất để cái này là email rate, tức là mình sẽ lấy một nhánh và mình sẽ lấy nhánh trên hai cái này nhân lại, rồi mình chia cho tổng của hai nhánh, là mình lấy cái này chia cho tổng của cái này với tích của nhánh dưới. Rồi vậy thì mình sẽ áp dụng công thức ha, thì bạn nghe là bằng 5%, mình ghi là 5 thôi cho nhanh ha, 95 là mình ghi đây 95, chia cho tổng của hai nhánh 5 x 95 cộng với lại 95 x 10. Đó, mình sẽ lấy tích trên một cái nhánh, mình chia cho tổng của hai nhánh, mình sẽ được kết quả ha. Ok, mình sẽ bấm máy. 5 x 95 cho 5 x 95 cộng 95 x cho 10. Đây, mình được kết quả là 1/3 ha, vậy là khoảng 0.333. Mình sẽ chọn phương án A ha. Mình đang cho một biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất f nhỏ, thì f nhỏ được biểu diễn dưới dạng hình tam giác. Và nó sẽ có hình bên dưới. Thì bài toán kêu chúng ta xác định f của 2.5. Và để ý thì cái x của mình nó sẽ chạy từ 0 đến 5 ha. Thì cái f nhỏ x của mình có cái x đi từ 0 cho đến 5. Thì các bạn lưu ý một cái tính chất, đó là thì chúng ta có là tích phân từ 0 đến 5 của thằng f nhỏ x sẽ bằng 1 ha. Đó, thì đây là cái tính chất của chúng ta. Thì cái tích phân này nó cũng chính là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi cái đồ thị hàm y bằng f nhỏ x và trục ox ha. Nghĩa là diện tích của cái phần mình tô đỏ ở đây nó bằng 1. Ha, diện tích của nó bằng 1. Vậy thì chúng ta có nó là diện tích của nó chính là bằng, đây là một tam giác có diện tích là bằng 1/2 lần cạnh đáy nhân chiều cao. Cạnh đáy của mình nó độ dài nó là 5. Còn chiều cao của mình nó là A ha. Thì mình dễ dàng mình sẽ được A của mình nó chính là bằng 2/5, tức là bằng 0.4. Vậy thì cái F tại điểm 2.5 nó cũng chính là bằng A, và nó bằng 0.4. Mình sẽ chọn phương án A. Rồi đến với câu số 13. Giả sử email một người nhận được tuân theo phân phối là phân phối Poisson với trung bình là 10 email mỗi giờ. 10 email mỗi giờ, tức là cái lambda của mình nó chính là bằng 10, nhưng cái này là trên một giờ thôi ha, trên mỗi giờ. Vậy thì bài toán kêu là xác suất để đúng 10 email nhưng mà trong 2 giờ. Vậy thì tức là cái lambda đúng của mình, bây giờ mình phải lấy cái này mình nhân cho 2 lên ha, là sẽ bằng 20 trong 2 giờ. Rồi vậy thì xác suất để có đúng 10 email trong 2 giờ là p là x bằng 10, đó chính là bằng e mũ trừ lambda nhân cho lambda mũ k chia cho k dây thừa. Lambda của mình ở đây là bằng 20, vậy nghĩa là bằng e mũ trừ 20 nhân 20 mũ k. K ở đây là 10 email, tức là 10 chia cho 10 dây thừa. Và mình sẽ bấm máy ha. Đây mình thu đáp án nó là 0.00581 ha. 0.00581, vậy mình sẽ chọn phương án B ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến lại câu mạch điện ha. Mình có một cái mạch điện gồm 4 thiết bị điện tử với các cái xác suất hoạt động nó sẽ như thế này. Mình đặt đây cho dễ đi ha. Mình đặt đây là A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, D nhỏ ha. Rồi, đoán chơi là tính xác suất của mạch điện này hoạt động. Rồi, vậy thì thứ nhất là mình nói đến cái đoạn mạch song song đầu tiên này ha. Cái dòng điện đầu tiên nó đi từ A, nó qua cái đoạn mạch này và nó mới qua đoạn mạch sau. Rồi mình sẽ nói là mạch song song thứ hai này mình nói sau. Rồi như chúng ta có nó là để cái dòng điện đi qua mạch này thì nó có thể đi qua A hoặc là nó có thể đi qua B, tức là P của A cộng B ha, là chính là cái xác suất dòng điện đi qua được cái đoạn mạch đầu tiên. Thì cái này nó chính là bằng áp dụng công thức ha, PA cộng PB và mình trừ đi cái PAB. Rồi thì chúng ta có là do A và B hoạt động độc lập với nhau nên là cái PAB của mình chính là bằng PA nhân cho PB. Rồi đây mình có là PA là bằng 0.95, PB đó là bằng 0.95, là PAB, PA nhân PB là bằng 0.95 bình phương. Cái này mình sẽ bấm máy sau ha. Thì tương tự mình có là P của C cộng D ha, đi qua đoạn C hoặc là đi qua cái đoạn D này thì nó cũng tương tự luôn ha.
là bằng 0.9 cộng 0.9 trừ 0.9 bình phương. Rồi, vậy thì để nó vừa đi qua đoạn AB này và vừa đi qua đoạn CD này thì mình sẽ lấy hai cái xác suất này mình nhân lại với nhau ha. Thì mình sẽ bấm máy. 0.95 cộng 0.95 trừ đi 0.95 bình phương. Rồi vào A. Để tiếp 0.9 cộng 0.9 trừ 0.9 bình phương. Rồi mình lấy cái này mình nhân với lại A ha. Đó, mình thu được kết quả là 0.9875 và mình sẽ chọn phương án B. Câu số 15 này chúng ta có là khi mà khảo sát nhà ở nước Mỹ, ta thấy tỷ lệ nhà có một tầng là 0.49. Ta mình đặt đây là P nhỏ của mình là bằng 0.49. Rồi, chọn ngẫu nhiên 5 ngôi nhà. Ước tính xác suất để có đúng 2 ngôi nhà. Có đúng 2 ngôi nhà có một tầng thì nó chính là bằng mình chọn 2 ngôi nhà trong 5 ngôi nhà của mình nhân cho P 0.49 mũ 2. Tức là ở đây là mình sẽ có là 2 ngôi nhà sẽ có đúng một tầng và còn lại là cái tỷ lệ nó không có một tầng là 1 trừ 0.49. Đây có 2 ngôi nhà, mình chọn 5 ngôi nhà mình lấy 5 trừ 2 còn lại là mũ 3. Đây mình sẽ bấm máy tính C2 nhân cho 0.49 bình. Rồi mình nhân cho 0.51 mũ 3. Đây mình thu đáp án là 0.318. Thì không có đáp án nào. Đây nó đúng nên mình sẽ chọn phương án E. Đến câu số 16, các câu bài toán như sau. Lý do khách hàng hủy đặt xe 80% là do khách hàng. Thì có hai lý do ha. Khách hàng chiếm 0.8 và chắc chắn là 0.2 là do hãng xe. Do mình ghi đây là hãng xe ha. Rồi, với cái trường hợp là lý do khách hàng chúng ta có nó là 70% nhầm địa chỉ 0.7 là nhầm địa chỉ nha. Tiếp theo đó là 0.2 là không có nhu cầu sử dụng. Đối với những lý do từ hãng xe, 0.8 là không liên lạc được với tài xế ha. 8 nó chính là không liên lạc được với tài xế ha. Rồi, vậy thì bài toán kia chúng ta là xác định xác suất khách hàng hủy đặt xe là do khách hàng chứ ha. Rồi, với lý do đó là nhầm địa chỉ hoặc không có nhu cầu, nhầm địa chỉ hoặc là không có nhu cầu, tức là hai nhánh này thì mình chỉ việc là mình lấy 0.8 và mình nhân với cái trường hợp thứ nhất là nhầm địa chỉ 0.7 cộng trường hợp thứ hai đó là 0.8 mình nhân với lại cái trường hợp đó là không có nhu cầu ha. Đó là 0.2. Rồi thì mình tính bằng 0.8 nhân 0.9 đúng không? Đó là bằng 0.72. Mình sẽ chọn phương án chính xác ở đây đó là phương án D. Rồi câu số 17 cho các biến ngẫu nhiên độc lập đến x1 là tuân theo phân phối Poisson với lambda là bằng 2. Biến x2 nó tuân theo phân phối Poisson với lambda là 1.5 thì mình xét đến biến y là bằng x1 cộng x2 thì biến này nó sẽ tuân theo phân phối Poisson với chắc chắn là cái lambda của mình chính là bằng mình lấy lambda của x1 cộng với lambda x2 là bằng 3.5. còn cái phương sai của nó thì mình ký hiệu qua phương sai của y. Đây hệ số trước x1 nó là bằng 1, hệ số trước x2 nó là 1 thì nó chính là bằng 1 bình phương nhân cho V x1 cộng cho 1 bình phương nhân cho V x2. Rồi con để ý cho mình, ở đây thì chúng ta có là lambda nó bằng 2. Cái lambda của chúng ta nó cũng chính là bằng kỳ vọng KS. Nó cũng chính là bằng phương sai luôn ha, bằng V x. Thì tức là nó chính là bằng 1 bình phương nhân cho phương sai ở đây. Nó cũng chính là bằng 2 luôn, cộng cho 1 bình phương nhân cho cái phương sai đây là 1.5 và thì nó chính là bằng 3.5 luôn. Thì mình sẽ đưa ra được kết luận đó là với biến y là bằng x1 cộng x2 thì nó sẽ có kỳ vọng của y nó chính là bằng lambda và nó bằng 3.5. Phương sai của y nó cũng chính là bằng 3.5 và độ lệch chuẩn của y DI
đó chính là bằng căn bậc 2 của cái phương sai, đó chính là bằng 3, căn của 3.5. Vậy thì hiệu của kỳ vọng và độ lệch chuẩn thì nó chính là bằng 3.5 trừ đi căn bậc 2 của 3.5. Mình thu đáp án là 1.6291. Nên mình sẽ chọn đáp án B. Và 18, bài toán cho một cân điện tử có sai số tuân theo hàm mật độ xác suất F nhỏ là bằng E mũ trừ của X trừ 1. Thì bài toán kêu là ước tính số lần cân có sai số vượt mức cho phép, khi rằng sai số chấp nhận là không quá 5 gram. Thì bài có nó là nó sẽ vượt mức cho phép khi P của X nó lớn hơn bằng 5 thôi. Đúng không? Vậy thì mình có là cái này nó chính là bằng 1 trừ đi P của X bé hơn 5. Thì có dấu bằng hay không cũng không quan trọng, bởi vì đây là một xác suất liên tục ha, cho nên là dấu bằng không quan trọng. Rồi ở đây mình có x lớn hơn 1 nữa thì mình phải ghi lại ha. P của 1 bé hơn x và x bé hơn 5. Rồi nó chính là bằng 1 trừ cho cái P của x từ 1 đến 5, tức là tích phân từ 1 đến 5 của thằng f nhỏ x là của E mũ trừ của x trừ 1 đến ha. Các em mình bấm máy 1 trừ cho tích phân từ 1 đến 5 của E mũ trừ của x trừ 1. Đây, mình thu đáp án là 0,0183. Mình sẽ chọn phương án A. Đến với câu số 19, đã cho một cái bảng số liệu kết quả thi của 395 học sinh. Rồi ha, thì chúng ta sẽ có là hai biến, đúng không? Biến x và biến y. Thì bạn các kêu chúng ta xác định xem x và y nó có độc lập với nhau hay không. Thì bạn nhớ cho mình ha, để x và y nó độc lập với nhau thì chúng ta có cái tính chất đó là p tại x bằng k nhân cho p tại y bằng k phải bằng với lại p tại x bằng k đồng thời y bằng k. Đấy ha. Thì nó mới độc lập với nhau được. Còn nó không thỏa cái đẳng thức này thì chắc chắn x và y nó sẽ không độc lập với nhau ha. Rồi, vậy thì ở đây mình có nó là trước hết thì mình sẽ xét các trường hợp tương ứng ha. Đối với x bằng 1 thì mình có tổng cộng là mình lấy hai cái này cộng lại. 25 cộng 28 là 253 ha. Và tương tự mình cộng bên dưới nó là 142 ha. 142. Rồi, tương tự mình cộng theo hàng ngang là bằng 249. Mình cộng theo hàng ngang nữa là 146 đúng không? Rồi. Thì hai cái này đều cho tổng nó là bằng 395. Rồi ok. Vậy thì mình sẽ kiểm tra các đáp án để xem là để biết là xem là x và y nó có độc lập với nhau hay không. Và thường là tỷ lệ cao thì chắc chắn là x và y sẽ không độc lập với nhau mà. Thường nó là vậy. Rồi mình sẽ kiểm tra ha. Px bằng 1. Px bằng 1. Với trường hợp x bằng 1 thì tổng nó là được là 253. Vậy p của x bằng 1 nó chính là bằng 253 chia cho 395. Rồi tương tự py bằng 1. Y bằng 1 là hàng ngang này. Thì mình có tổng cộng của nó là bằng 249 chia cho 395. Rồi bây giờ mình so sánh nó với lại cái px bằng 1, y bằng 1. X bằng 1, y bằng 1 nó chính là cái số 225 này. So sánh nó với 225 chia cho 395. Thì bây giờ mình sẽ bấm máy tính mình kiểm tra ha. 253 nhân 249 chia 395 bình phương. Đây mình được đây là 0,4037. Rồi cái số bên kia là 225 chia 395. Đây, thì mình được con số đó là 0.56. À, 0.56. Rồi, vậy thì cái dấu của cái chỗ này nó bị ngược đúng không? Nên là chắc chắn là phương án chính xác ở đây đó là phương án C luôn nè. Rồi câu số 20. Số lượng đăng nhập Facebook trong một ngày của sinh viên là một biến ngẫu nhiên với kỳ vọng là bằng 10. Nguy bằng 10. Và độ lệch chuẩn là bằng 2. Vẫn cho là chọn ngẫu nhiên 50 sinh viên và ký hiệu X là trung bình ha. Rồi, phân phối là sau đây xếp xỉ X thì chắc chắn là theo phân phối chuẩn ha. Phân phối chuẩn này thì nó sẽ có kỳ vọng, nó cũng chính là bằng kỳ vọng này, chính là bằng 10 luôn. Còn cái phương sai ở đây thì nó chính là bằng độ lệch chuẩn bình phương chia cho N
tức là bằng 4 chia cho 50, nó bằng 0.08 à. Thì cái phương án chính xác ở đây mình sẽ chọn là phương án A.